Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 71, ngày 17, Đất Nước Hưng Thịnh, Kinh Thánh Các Vua Nhất đoạn 10 câu 23 đến câu 29, câu ghi nhớ Các Vua Nhất đoạn 10 câu 23. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Các Vua Nhất đoạn 10 câu 23 đến câu 29. Kinh Thánh Cựu Ước trang 325. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng lễ vật mình tiến cống cho vua, nào chậu bằng bạc và bằng vàng, áo sống, binh khí, thuốc thơm, ngựa và la. Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ, để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi người vua Salomon do nơi Ê-díp-tô mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy giá phải chăng, mỗi cổ xe mua ở xứ Ê-díp-tô và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siết lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siết lơ. Các vua dân Hê-tích và vua Si-ri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 23. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Câu 23. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Trong sách của chúng ta tìm hiểu, em gạch bỏ điều nào không đúng với phần Kinh Thánh hôm nay nhé. Câu 24, thiên hạ tìm kiếm vua Salomon để nghe: A. Sự vui vẻ. B. Sự khôn ngoan. Họ tìm kiếm vua để nghe gì các em? À, nghe về sự khôn ngoan của vua. Câu 25, các nước cống nạp hàng năm. Cống nạp có nghĩa là nạp thuế đó. Các nước mà nhỏ hơn, yếu hơn phải phục vua Salomon và nước Do Thái, cho nên họ phải đóng thuế, họ phải cống nạp những cái của báu của đất nước họ cho Salomon. Họ nạp cái gì các em? Xin lỗi là ở chỗ này yêu cầu chúng ta lại gạch bỏ những cái điều không đúng. Ở đây là mình khoanh tròn mình chọn. Ở đây mình gạch bỏ nè. Là họ đến để muốn nghe sự khôn ngoan chứ không phải sự vui vẻ. Rồi, các nước cống nạp hàng năm là gì các em? Có chậu vàng không? Có chậu vàng bạc nè, có nè. Áo sống có nè. Ngựa và la có nè. Giày dép là không có, mình gạch bỏ. Rồi, câu 26, vua trang bị quân sự. Trang bị gì các em? Chiến xa và lính kỵ. Chiến xa là xe. Lúc đó vua trang bị xe, có thể là xe để cho ngựa nó kéo cái xe đó. Và ở trên xe đó có thể là có những cái vũ khí, có thể là có súng, có gươm giáo gì đó. Và những cái người kỵ binh là những người lính mà cưỡi ngựa.
đi trên những cái chiến xa này, rồi đi trên những cái con ngựa. Tàu chiến à, chưa có, chỉ có tàu buôn thôi, có nghĩa là tàu để đi buôn bán thôi chứ không có tàu để chiến đấu. Tàu đi trên biển nữa các em. Câu 28. À, buôn bán ngựa và cỗ xe với đất nước nào đây? Với vua Ai Cập hay là vua Canaan? À, với vua Ai Cập. Về Canaan thì mình bỏ đi. Chúa ban cho vua Solomon sự khôn ngoan trên đất nước của vua được hưng thịnh. Nên đất nước của vua được hưng thịnh. Chúng ta thấy đây, Solomon rất là giàu có, rất là uy quyền. Nhận biết đất nước trở nên hưng thịnh khi có nhà lãnh đạo tin kính Chúa và khôn ngoan. Thực hành, xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo của đất nước em. Chúng ta cầu nguyện cho nhà lãnh đạo của đất nước mình, à, gồm có chủ tịch nước, rồi những cái vị ở trong lãnh đạo nhà nước của mình, à, mình cầu nguyện cho họ để xin Chúa ban sự khôn ngoan. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho những nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam. Để đất nước được hưng thịnh nhận biết Chúa và được Chúa ban phước và được Chúa ban phước Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho những nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam để đất nước được hưng thịnh, nhận biết Chúa và được Chúa ban phước. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo vào ngày mai nhé.